Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn cái cách ốp gạch cái mặt tiền, trang trí mặt tiền sao cho nó đẹp và nó bắt mắt nha các bạn. Trước khi các bạn xem video thì các bạn nhấn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó thì mình nói sơ qua cái gạch đó mình chọn này, thì cái gạch này là gạch Tây Ban Nha 80-80, màu đen và có những cái kim sa khá đẹp. Khi ốp lên thì nhìn nó ông anh khá đẹp, và nhìn cái màu hơi vàng vàng đen khá đẹp. Đó thì mình nói sơ bộ qua cái kích thước của cái mặt tiền. Thì cái mặt tiền này là chiều ngang của nó là 4m8. Chiều ngang 4m8 thì mình sẽ tính toán trước. Ví dụ như mình ốp cái gạch hai cái trụ hai bên là 60, 80 hoặc một thước thì mình chừa cái cửa cho nó phù hợp. Đó thì với cái nhà này 4m8 thì cái cửa bốn cánh sẽ là 3m2 và còn lại 1m6. 1m6 thì hai cái gối hai bên là một gối 80 là 2m86 đó, thì mình sẽ ốp cái gạch 80 là đẹp nhất và nó vừa, rất là đẹp. Thì chỉ cần lưu ý thôi, nghĩa là mình làm hoàn thiện hai cái gối hai bên đúng 80 để khi mình ốp viên gạch vô thì nó vừa đẹp luôn, nó không dư, không thừa, không thiếu, không bị cắt. Các bạn chú ý cái đó. Đó, bây giờ các bạn xem thì cái phần cắt này là cái phần phía bên trên đầu cửa. Phía trên đầu cửa thì nó thoải mái rồi. Phía trên đầu cửa thì cái chiều cao tầng 4m chẳng hạn thì mình làm cái cửa 3m. Cái dầm sàn 3 tấc thì là 3m3, còn lại 70, 75 gì đó thì mình cắt cái đó thì mình sẽ đưa lên cái phần phía bên trên thì là chuẩn và đẹp. Đó thì các bạn xem ốp thì chúng ta ốp hai cái gối hai bên. Đó các bạn chú ý nghe, cái ốp cái viên đầu tiên xuống hai cái gối là phải từ cái cạnh cửa mình đuổi xuống và từ cái cạnh cửa đó mình đuổi lên. Để khi mà nhìn cái cạnh cửa đi qua một đường rong đẹp. Đó, cái khoảng mà mình đánh dấu vòng tròn đó. Thì những cái gạch này thì trước khi ốp á thì mình phải làm cái giá để mình đỡ. Tại vì cái hồ của mình đưa lên nó chưa được khô đó, thì mình làm cái giá để mình đỡ cho nó chuẩn. Đó, các bạn thấy cái màu đen này khi ốp lên kim sa này, ốp lên nó rất là đẹp, không thua gì đá tự nhiên, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn đá tự nhiên ở cái chỗ như này, nó đều màu, nó đồng nhất và nó bền với thời gian. Cái đá tự nhiên mà nếu mà các bạn chọn không kỹ hoặc mình lấy cái đá nó hơi rẻ tiền chút xíu á thì một mùa sau nắng mưa thì nó sẽ không có đều nhau, viên thì nó đậm màu hơn, viên thì nó nhạt màu hơn, thì nhìn nó không có đồng nhất. Nhưng mà riêng với cái gạch này, nếu mà các bạn chọn loại gạch tốt thì nó là rất là đồng nhất và nó bền, nắng mưa gì không biết đều nhau hết, nhìn rất là đẹp. Thế là thì mình lưu ý cho các bạn như vậy, là mình phân tích cho các bạn để nghe như vậy. Thì rất là đẹp khi mà mình khi mình ốp lên. Các bạn nhớ là phải kỹ ở chỗ này, nghĩa là khi mà mình ốp thì mình trét cái hồ cho nó đều, cho nó đều, cho nó, và mình gõ cho thật là kỹ để mà cái viên gạch cho nó bám cho kỹ. Nghĩa là toàn bộ những cái phần mà cái mặt của cái gạch đó là mình phải trét hồ dầu cho nó đều. Đó, các bạn khi mà ốp lên thì các bạn gõ kỹ nhé, gõ kỹ. Đó thì mình phân tích sâu thêm các bạn chút xíu, đó là nghĩa là cái tùy theo cái chiều ngang nhà của mình. Ví dụ ngang nhà của mình 4m, mình ốp hai cái gối hai bên là một bên 60 là vừa, hai bên 1m2, còn cửa lại là 2m8 là vừa. Còn ví dụ cái nhà này 4m8 thì mình để cái cửa lớn hơn chút xíu
mình để 32, còn một bên là 80 mình ốp, thì cái đó là mình chọn trước. Chứ ví dụ các bạn đừng có để 85 chẳng hạn không, hoặc là đừng có để 70 chẳng hạn không, thì khi mà mình ốp lên thì cái viên gạch nó bị lỡ, nó không có kích thước đó, kích thước 60, 80 hoặc một thước chẳng hạn. Chứ mà các bạn chừa lỡ ra cái, ví dụ như mình chừa một cái gối bên còn 70 chẳng hạn, thì ốp lên nó xấu, nó không đẹp, viên gạch nó không cân đối. Và một cái lưu ý nữa là giống như nãy ngay cái đố cửa đó, các bạn ốp cái viên đầu tiên từ cái đố cửa mình đuổi xuống. Ví dụ ở dưới nó bị lỡ ra thì mình cắt ở dưới không ai thấy và nhìn nó rất là đẹp. Chứ ví dụ như các bạn đuổi từ dưới lên thì nó sẽ vượt qua cái đố cửa, thì ở trên cái đầu cửa nó có một cái đường ron chạy dài nữa thì nó rất là xấu. Các bạn lưu ý cái đó. Thì mấy hôm nay rồi mình cũng chưa có ra một cái clip mới, tại mấy hôm nay cũng hơi bận đó các bạn. Thì cái này là cái mình thấy nó tâm đắc, khi ốp lên thì nhìn nó cũng rất là đẹp, thành thử là mình quyết định để mình quay chia sẻ cho các bạn. Thì cái nguyên tắc mà ốp về cái mặt tiền thì nó có mấy cái điều các bạn cần lưu ý này. Cái thứ là mình chọn gạch hoặc chọn đá. Cái thứ hai là màu sắc. Cái thứ ba nữa là cái viên gạch đầu tiên mình nên ốp ở vị trí nào. Cái thứ tư là mình chừa cái gối làm sao, ví dụ cái gối đó mình ngay từ đầu là mình chừa cái gối đó là 60 hoặc 80 hoặc một thước đó, thì nó đúng với cái cỡ gạch thì mình ốp lên thì rất là đẹp, không phải canh, không phải cắt đó. Rồi đó là những cái lưu ý. Và cái quan trọng nhất nữa là mình ốp từ ngay cái giả đà, nó ngay cái đầu cửa đó là cái viên đầu tiên, và mình ốp đuổi xuống để cho nó chặn viên gạch. Có gì mình tề ở dưới cũng được, chứ mà mình đuổi từ dưới lên thì ví dụ như lên cái đố cửa nó không trùng thì mình phải cắt một cái đường gạch này thì rất là xấu. Các bạn lưu ý cái đó. Đó, sau khi ốp hoàn thành đó, các bạn nhìn rất là đẹp. Mình chỉ phân tích và lưu ý các bạn những cái điểm như trên, như vừa phân tích ở trên thôi. Đó, các bạn nhìn rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong các bạn chia sẻ cho những ai có nhu cầu nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn và thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.